trời không mưa, có nắng cả ngày, tiếp tục là thời tiết chủ đạo khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày đầu tuần. Nhiệt độ trưa và chiều được đẩy lên ngưỡng cao, dao động từ 32 đến 34 độ, có nơi sấp xỉ 36 độ. Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay 18 tháng 3 và ngày mai như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, ngày mai trời nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, gió đông cấp 2, cấp 3, độ ẩm 72 đến 77%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ, gió đông cấp 2, cấp 3, độ ẩm 75 đến 80%. Huyện Côn Đảo đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, ngày mai trời nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, gió đông đến đông nam cấp 3, độ ẩm 74 đến 79%. Hải dân vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió theo hướng đông bắc đến đông cấp 5. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 19 tháng 3 năm 2024, mực nước cao nhất 355 cm vào lúc 14 giờ và mức thấp nhất 146 cm lúc 3 giờ 30 phút. Chất lượng không khí toàn tỉnh hôm nay ghi nhận ở mức tốt, riêng tại thị xã Phú Mỹ, chất lượng không khí chỉ ở mức trung bình, chỉ số AQI là 63. Kết quả quan trắc về bụi khói khí thải tại các trạm quan trắc như thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa đều cho kết quả tốt, với chỉ số chất lượng không khí AQI từ 31 đến 38.